Em đói bụng hả? Đâu có, em nấu hủ tiếu cho Ngọc á. Gì? Mấy giờ rồi mà phải nấu hủ tiếu cho cổ hả? Em nhờ chị Lê nấu giùm đi. Mắc mớ gì phải sai em nấu cho cực khổ vậy? Trời anh cứ nói quá à. Nấu có một tô hủ tiếu có gì đâu mà cực khổ. À anh ăn luôn không? Em nấu cho nha. Không ăn đâu, tôi phải giữ 6 muối của tôi. 6 muối hả? Kỳ là 6 muối hả? Đúng rồi, 6 muối nè, thiệt. Mà không tin gì, nè ok cho coi nè. Anh bị điên hả? Nè coi nè, 6 muối nè. Mà thiệt quan tâm anh 6 muối hay 1 muối chứ. Nè coi đi nè. Ê, nè. Ê. Chị Phương, hủ tiếu của tôi. Để xíu, hai người lãng mạn quá ta. Cái hình ảnh này là tôi biết ở trên phim nè. Cô đừng hiểu lầm nha. Tại vì Phương té tôi đỡ Phương thôi. Đúng rồi, tôi té anh Hiển đỡ tôi thôi. Cậu vô ngồi đi, đừng có vô đây, đang mang bầu. Ngọc, em. Vậy trước á, chứ nếu mà để anh ta phát hiện
thì còn mặt mũi nào nữa hả Phương? Mà lần thứ hai rồi đó, sao mà cứ ôm anh ta hoài vậy? Sao hôm nay lạnh dữ vậy ta? Tôi không ôm anh đâu nha. Tại bữa nay lạnh quá thôi đó. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.